À, mình chèo luôn nha anh em. Giờ mình được cái cây dầu mà nó già một tí. Cây này đối với bên Đồng Nai là thuộc về cái dạng không cây không là cái nghĩa lý vậy thôi. Đó anh em. Cây này cũng thuộc dạng, ở đây cũng thuộc dạng là bự nhất phường rồi nha anh em. Để anh Thủy nó ăn giùm em cũng được. À, lên đây còn bị mũi chích nữa bay. Ấy. Cây này phải chơi hai dây an toàn. Từ cái khúc gốc lên mình coi anh em, xem mình coi. Mình leo chắc cũng hơi bị lâu á. Cao quá anh em. Leo mà mỏi giò luôn. Cành này cành khô nè. To quá. Lên đây mới thấy to rồi, thấy không? À, chỉ có cái cành này, thấy không? Đứng dưới nhìn nhỏ lên đây cỡ này rồi. Trên này thì ơi, cành khô nó rớt, thì ơi, lấy cái mấy cưa ra thì ơi, mấy cưa nhỏ của mình, hai cái. Bỏ xịt quang bên cành khô này rớt nè. Thôi, chưa rớt được. Ui cái cây này cũng thuộc dạng khủng ở trong vườn rồi, bự quá anh em ơi. Cao này chứ. Anh em mình leo cây này, dây này ra là gì? Mở ra là gì kia phải vô nha anh em. Không có ẩu tả được anh em. Đây thì mình ở đây thì mình chơi mình bám luôn, mình lên luôn anh em. Ôi cái này nó to lắm anh em ơi. Trời nó cao múc mùi lê thủy luôn anh em. Dây làm sao Thủy? À cao quá mà dây hết cũng nửa hết nữa phải không? Hả? Chưa đâu, chưa, để mình làm xong ở đâu mình ăn. Kinh thật.
từ từ nha thầy ơi. Thì bỏ mình rút dây lên hết đấy thầy ơi. Không ấy, mình thả cái móc này xuống để hoàn vô cái nè. Rồi cái dây này hoàn chết vô cái gốc cây bên Thụy đi. Hả? Ừ. Ủa, cao quá anh em. Rồi, chờ chút. Giờ mình sẽ không gì. Mình xài thử cái này anh em, mình không xài stop nữa anh em. Mình xài thử cái này thôi. Mình thử thử cái này có nó làm sao rồi mình mới xài stop sau nha. Tại mình mua cái này giờ mình chưa có xài thử. Cái này leo lên. Tát hùng hôi nhát anh em. Kinh thật. Gì? Biết đâu? Cắt đi nó. Ôi, cái này nó bị hãy rồi nè. Ừ. Gì? Cái dây trắng này chắc phải lôi bỏ lưu lại chứ. Cũng phải lôi bỏ lưu lại. Chứ không có qua cái đầu đó được. Ấy là nó qua nó dưới mấy cái tràng. Thả dây ra đi, thả dây ra cho mình lôi lại coi. Nó hơi rắc rối chút xíu. Rồi, hello anh em nha. Giờ mình đang xuống rồi nè. Xuống mình cửa dưới nè. Cái
Cái này xuống cũng ngon lắm thầy ơi. Cái này xuống đã ghê á thầy. Chứ lại cái này lúc mình kéo lên nó nhẹ lắm thầy. Cái này nè, cái này lúc mà mình ấy xong rồi mình xả lên, mình bỏ lên nó nhẹ lắm. Trời ơi, xuống tới đây cái hết dây luôn thầy ơi. Quá ghê vậy trời. Hả? Ôi, quá đẹp. Quá VIP, quá VIP rồi. Cái gì? Không biết nữa. Trên này có cái mút đen màu đỏ, không biết của ai nè, của Thùy hả? Mình cũng có chiếc đen màu đỏ nữa đó. Mình cũng có chiếc đen màu đỏ mà. Màu đỏ màu xanh gì mình có hết mà. Rồi xả dây. Ừ cái máy kìa. Nó dính cái gì trên đó là ta. Ôi không được rồi. Nó dính dây ấy rồi. Ê xuống mình lên gỡ dây lại rồi. Hả không phải. Nó dướng cái đồng rọc hai dây nó trùng nhau trên kia. Và móc cái máy vô. Móc máy vô đi đã. À, căng vậy trời. Giờ phải leo lên rồi tháo phải ấy lại nữa chứ. Không được, không được, không được, không được, từ từ. À, căng thiệt. Đấy là hai dây nó trùng lập nhau quá. Ừ. À, phê không? Gì? Kéo ra, kéo cái này chốt đầu đai á. Mình đưa cái này ra ống kia bắt đầu mình kéo lên. Đi xô lên thôi. Không được, được, được. Vỡ bung mẹ cái dây ra đi, lấy cái dây nào gì. Cái gì? Vỡ bung bố cái dây. Lấy dây nè, ra, ra đây hả? Vứt mẹ ra đi. Ừ, vậy chơi vứt ra mẹ đi. Khỏi đi ha. Rồi, để kéo dây xuống đi. Kéo xuống đi. Đầu nha. Ừ, chẳng là ai đi. Kéo đi, kéo thoải mái đi mà. Đâu rớt vô đầu đâu lận. Rồi, hello anh em nha. Bây giờ mình sẽ thông hai cái nhánh này nha anh em. Chú quấn dây đúng chưa Thùy, coi chú quấn dây đúng chưa. Quá VIP luôn anh em ơi. Quá VIP kèo luôn ơi. Hai nhánh khủng luôn. Hai nhánh đó nhìn vậy chứ rất là khủng nha anh em. Đang quay. Xuống cho một lần cho hai nhánh khủng quá. Nặng thôi rồi hả? Nặng phê đời luôn hả? Rồi xuống đi chú, thả xuống đi chú. Thả từ từ chú. Nó dướng vô cái nhánh cây rồi.
nó dướng vô cái nhánh cây rồi. Nhưng mà kệ, cứ thả đi, cứ thả đi chú. Đúng rồi, thì lôi qua anh đây, lôi qua anh đây, đúng rồi, thì lôi qua. À, thú chú thả đây chú, chú thả thì nó mới lôi được. Ok anh em nha, tí mình hạ cái cây mình xem cho anh em xem nha.